Xin kính chào bà con nông dân, quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Thưa bà con nông dân, thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông tuần trước, Thạc sĩ Phạm Công Trí, trưởng bộ môn hệ thống nông lâm nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên đã đưa ra những khuyến cáo về việc trồng đinh lăng xen trong vườn hồ tiêu. Hồ tiêu là cây trồng rất mẫn cảm, do vậy việc đưa các cây vào trồng xen trong vườn hồ tiêu đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Với những hộ đã đưa cây đinh lăng vào trồng xen trong vườn hồ tiêu, thì vấn đề cần quan tâm lúc này là việc chăm sóc sao cho cả hai loại cây trồng này đều sinh trưởng phát triển tốt, tránh bị bội nhiễm, nhiễm chéo trên vườn cây và đem lại nguồn thu nhập cho bà con nông dân. Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ đề cập đến chủ đề chăm sóc cây đinh lăng trồng xen trong vườn hồ tiêu. Mời bà con, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đinh lăng là cây trồng không chỉ đem lại nguồn thu cho bà con nông dân từ bộ rễ, mà ngay cả thân cành lá hoa cũng đem lại nguồn thu không nhỏ, giúp cải thiện kinh tế hộ trong những năm đầu mới trồng. Hơn thế, việc trồng xen trong vườn hồ tiêu giai đoạn kiến thiết cơ bản còn giúp bà con có nguồn thu nhập để đầu tư cho cây trồng chính là cây hồ tiêu. Đây được cho là mặt tích cực trong việc đa dạng hóa cây trồng trên cùng một đơn vị diện tích. Song theo các nhà khoa học, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, đa dạng hóa cây trồng không hợp lý sẽ tiềm ẩn nhiều dịch hại, làm tăng chi phí đầu tư và không mang lại giá trị về kinh tế. Lâu nay bà con nông dân vẫn biết hồ tiêu là cây trồng khó tính, rất mẫn cảm với những yếu tố tác động từ bên ngoài. Việc đưa cây trồng xen vào vườn hồ tiêu cần có những tiêu chuẩn khắt khe, đảm bảo nhiều yếu tố kỹ thuật nhằm đảm bảo sự sinh trưởng bền vững cho các loại cây trong vườn. Khi bà con nông dân đưa cây đinh lăng vào trồng, vì cây đinh lăng là cây phát triển về hệ rễ, bộ rễ lan ngang, nên cách trồng cũng là một trong những biện pháp kỹ thuật quan trọng để tránh ảnh hưởng đến bộ rễ cây hồ tiêu. Cây đinh lăng, nếu như chúng ta trồng tự nhiên trong vườn tiêu, thì chắc chắn cái rễ nó sẽ ngang và nó sẽ cạnh tranh với rễ tiêu rất là nhiều. Cho nên như kỹ thuật mới là chúng ta sẽ khoan những lỗ nhỏ để định vị. Tức là ta khoan những cái lỗ định vị thì rễ sinh ra lên lăng nó có xu hướng là ăn xuống. Tức là mình khoan những cái lỗ khoan đường kính khoảng 10 phân. Hoặc là 15 phân xong mình mới cho các rác mục vào đó ta trồng đinh lăng, thì nó giống như có một cái hố đứng, thì cái rễ cái đinh lăng nó sẽ đi xuống, nó không có bị lan ngang nhiều. Và cái thứ hai nữa, với cái hình dạng như vậy thì sau này về mặt giá trị thương phẩm nó cũng sẽ cao cấp hơn, nó giống cây nhân sâm Triều Tiên hơn là một cái bộ rễ đinh lăng nó chung ngang. Như vậy thì cái kỹ thuật mà định vị theo các cái hốc trồng thì nó cũng sẽ giúp cho cây đinh lăng ít cạnh tranh với cây hồ tiêu, và cái giá trị thương mại về sau nó cũng sẽ tốt. Thực tế hiện nay, nhiều bà con nông dân đã tìm hiểu về kỹ thuật khoan lỗ định vị bộ rễ cây đinh lăng nhằm nâng cao chất lượng, mẫu mã bộ rễ đinh lăng mà vẫn không làm ảnh hưởng đến bộ rễ cây hồ tiêu, nhất là trong quá trình chăm sóc. Quyết định trồng xen cây đinh lăng trong vườn hồ tiêu từ năm 2014, anh Đặng Gia Liêm ở xã Etun, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk đã mày mò nghiên cứu và tìm hiểu về biện pháp trồng khoan lỗ định vị cây đinh lăng. Theo anh Liêm, đây là biện pháp hiệu quả giúp bộ rễ cây đinh lăng có xu hướng ăn xuống thẳng đứng và không gây cạnh tranh dinh dưỡng với cây hồ tiêu trong quá trình chăm sóc. Cây đinh lăng, nếu như mà trồng trước mắt thì chúng ta lấy cành, lấy lá hay là lấy củ lâu dài thì chúng ta cũng cần phải làm kỹ thôi. Thì cái chuyện mà khoan lỗ đầu tiên là cứ khoan quy chuẩn của nó là 60-60. Đó, và cách cây là 1 mét. Nếu như chúng ta đã trồng thì chúng ta nên trồng như vậy. Và khoan 60, tuy nhiên chúng ta sẽ lấp lại để sau này cái rễ nhanh phát triển. Và chúng ta bón lót là phân lân, rồi phân chuồng ủ mục. Sau khi bén rễ thì chúng ta mới bón bổ sung phân vi sinh bên trên, rồi lấp lại để cây sẽ nhanh phát triển, tưới nước đầy đủ. Với những hộ trồng xen đinh lăng trong vườn hồ tiêu, các nhà khoa học Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên cho rằng việc khoan lỗ định vị cũng là giải pháp nhằm hạn chế hiện tượng bội nhiễm do chất lượng cây giống đinh lăng không đảm bảo từ ban đầu, tránh gây bội nhiễm. Nhưng khoan lỗ định vị nhằm nâng cao giá trị thương phẩm cho bộ rễ cây đinh lăng cũng cần tính đến vấn đề về đặc tính không chịu được ngập úng của cả hai loại cây trồng hồ tiêu và đinh lăng, nhất là khi mùa mưa đến. Hiện nay với cây đinh lăng và cây hồ tiêu thì đều là hai cây khá nhạy cảm với úng nước và tiếng trùng và nấm, cho nên việc đào hố sâu là một giải pháp không tốt, vì nó sẽ gây ra cái vấn đề là bội nhiễm nước, ẩm, nấm. Cho nên với cây tiêu thì khuyến cáo của chúng tôi là đào hố vừa phải, không đào hố quá to, và chúng ta buộc phải trồng dương, có vuông góc nhẹ để tránh cái úng. Với cây đinh lăng thì cái việc đào hố lớn là không phải, mà hiện nay chúng ta có cái xu hướng là để tạo cái định vị cũ thì thường người ta sẽ khoan những cái lỗ vừa phải để trồng đinh lăng
Tuy nhiên, việc trồng cái khoan, cái lỗ khoan định vị rễ về sau thì chúng ta cũng chú ý là cây đinh lăng nên trồng dương nhẹ hoặc là trồng bằng mặt đất, không trồng âm. Vì nếu bà con mình trồng cây đinh lăng mà nó có một cái trũng nước thì khi nước nó tập trung như vậy trong mùa mưa, tiếng trùng nó sẽ bội nhiễm, nó ăn hết những cái rễ cơ bản đi thì sau này cây đinh lăng sẽ không có củ. Và trong quá trình mùa nắng, những năm đầu đời khi ta lấy lá thì cái sinh khối rễ nó không đủ để hút nước, cho nên cả cây tiêu và cây đinh lăng đều là cây sợ úng. Cho nên bà con chú ý là không đào những hầm hố mương, mà có xu hướng là chúng ta nên thoát nước tốt và trồng nó có các cái líp, các cái mô để mà nó đảm bảo cho chống được tiếng trùng và cái nấm thối rễ. Những hộ nào mà chúng ta đã trồng âm thì chúng ta có cái biện pháp để mà chúng ta xử lý mà vung để mà nó đảm bảo nó tránh thối trong mùa mưa. Quá trình chăm sóc cây đinh lăng trồng sen trong vườn hồ tiêu, bà con nông dân cũng cần chú ý. Cây đinh lăng cũng giống như nhiều loại cây trồng khác, cũng cần bón đúng thời điểm, bón đúng hàm lượng và nguyên tố mà cây cần trong từng thời kỳ khai thác. Bên cạnh việc bổ sung các loại phân bón hóa học với đầy đủ các yếu tố đạm, lân, kali, thì việc áp dụng giải pháp sinh học cho hồ tiêu và đinh lăng cần được ưu tiên, vì cả hai đối tượng cây trồng này đều rất nhạy cảm về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Do vậy, bà con nông dân khi đã trồng thì phải xem diện tích nào có hiệu quả để tăng cường đầu tư kinh tế, diện tích nào cảm thấy không hiệu quả, có thể có biện pháp thanh lý để chuyển đổi cho phù hợp, tránh gây tổn thất về kinh tế khi phải chăm sóc đầu tư cho các loại cây trồng vườn. Khi bón cho đinh lăng thì chúng ta chú ý cái thời điểm nào chúng ta lấy lá thì chúng ta bón theo cái công thức phân để lấy lá cho cây đinh lăng. Ví dụ là bên cạnh cân đối đầy đủ đa trung vi lượng thì theo cái chế độ NPK 211 để nó cung cấp lá. Cái thời gian mà chúng ta không lấy lá thì chúng ta bón cân đối kali cao để nó đẩy tích lũy. Thì có như vậy nó tuần tự giữa lấy lá và phát triển củ. Thì sau một cái chu kỳ canh tác thì cây đinh lăng nó mới hiệu quả. Ngoài ra hiện nay cái phòng trừ sinh học rất quan trọng, bởi vì cây đinh lăng và cây hồ tiêu đều bị cái bệnh thối rễ do tiếng trùng và nấm, cho nên bà con hết sức quan tâm cái này. Ví dụ như trong mùa mưa dầm thì các cái đối tượng về tiếng trùng và nấm thối rễ nó rất là phát triển, cho nên thời gian sắp đến bà con một mặt thì chúng ta phải lưu tâm theo dõi, nếu xảy ra hiện tượng vàng lá nhũn rễ thì chúng ta phải xử lý, và chúng ta xử lý đồng thời cả cây hồ tiêu lẫn cây đinh lăng để tránh tình trạng là đối tượng nó sẽ nhiễm chéo. Ví dụ giai đoạn này mình chữa đinh lăng thì cây tiêu nó phát triển bệnh, rồi sau đó mình lại chữa cây tiêu thì ngược lại nó cứ lây qua lây về, cho nên hai đối tượng này thì đồng thời. Và hiện nay chúng ta thấy rằng cái giải pháp sinh học trên hồ tiêu và đinh lăng cần được ưu tiên, bởi vì cả hai đối tượng này nó đều rất nhạy cảm về cái dư lượng. Và muốn hay không muốn, chúng tôi cũng muốn những bà con mà đã trồng thì chúng ta cũng xem xét những cái diện tích nào có hiệu quả thì chúng ta tăng cường đầu tư để đem lại kinh tế. Những diện tích nào chúng ta cảm thấy nó không hiệu quả thì có thể chúng ta tính đến biện pháp là thanh lý để mà chuyển đổi nó hợp lý. Vì cũng có rất nhiều người trồng đinh lăng thành công, nhưng cũng có những cái vườn đinh lăng nó không cho những giá trị như mong muốn, bởi vì nó không khỏe, nó bị bệnh rễ hoặc là cái hiệu quả nó không có. Mà nếu như chúng ta vẫn theo đuổi thì nông dân có thể bị thua lỗ. Một vấn đề cũng được nhiều nông hộ trồng đinh lăng sen trong vườn hồ tiêu quan tâm, đó là thời điểm hiện nay, cây hồ tiêu đang bước vào giai đoạn ra hoa, phân hóa mầm hoa. Nếu việc bố trí hai loại cây trồng không hợp lý về mật độ và khoảng cách, thì việc hấp thu dinh dưỡng quá thừa hoặc quá thiếu đều ảnh hưởng đến cả hai loại cây trồng chính và cây trồng sen. Nếu như chúng ta đưa cây đinh lăng một cái lượng lớn vào trong hồ tiêu, thì cái việc mà thúc đinh lăng ra lá để mà chúng ta lấy lá thì nó sẽ rối loạn cái cơ chế ra hoa của cây hồ tiêu rất là nặng, cho nên nó sẽ ảnh hưởng xấu, cho nên bà con phải cân nhắc. Cái thứ hai nữa là thường là chúng ta phải có cái chế độ bón phân cân đối. Ví dụ như là khi mình bón trồng cây đinh lăng nó phải có một cái khoảng cách hợp lý để mà nó không ảnh hưởng đến cái rễ cây hồ tiêu. Và thứ hai nữa mình bón cân đối làm sao để bảo đảm rằng cái lượng phân bón mà cây đinh lăng nó di sang cây hồ tiêu thì nó cũng sẽ cân bằng với lượng mà mình bón cho cây hồ tiêu. Ví dụ như bình thường mình bón cho cây đinh lăng là lượng đạm khá là cao, thì khi chúng ta đưa cái lượng phân vào cây hồ tiêu thì ta có cơ cấu là đạm thấp hơn, để khi nó cộng với cái lượng mà từ đinh lăng nó lan sang thì nó sẽ đảm bảo cân đối cho cây hồ tiêu. Một mặt nữa, cả hai cây này đều là những cây mà có một cái sinh khối không nhỏ, thì cái việc mà phun phân bón trung vi lượng qua lá hoặc là chúng ta bổ sung thêm phân trung vi lượng thì nó sẽ giúp cho cả hồ tiêu và đinh lăng sẽ cũng phát triển tốt hơn và nó sẽ ít sinh ra các cái bệnh về lá. Trong những năm gần đây, hồ tiêu là một cây trồng phát triển rất nhanh về diện tích. Bên cạnh việc trồng hồ tiêu,
nhiều nông hộ đưa vào vườn hồ tiêu một số cây trồng để xen canh, trong đó có cây đinh lăng, nhằm tạo sự đa dạng trong vườn cây, đem lại giá trị thảm phủ và giá trị kinh tế giải vụ cho nông hộ. Nhưng nếu bà con nông dân đưa những giống đinh lăng không sạch bệnh, không sạch tuyến trùng về trồng trong vườn tiêu, sẽ gây ra tình trạng gây bội nhiễm tuyến trùng, bội nhiễm nấm, gây chết nhanh chết chậm trên vườn hồ tiêu, dẫn đến cả hai cây trồng đều không đem lại giá trị kinh tế. Do vậy, bà con nông dân cần chủ động nắm bắt kỹ thuật canh tác, đặc tính của từng loại cây trồng, cũng như đầu ra cho sản phẩm, để việc đa dạng hóa cây trồng trong vườn đem lại hiệu quả như mong muốn. Bà con, quý vị và các bạn vừa xem xong chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của Đài Phát Thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã mang đến cho bà con nhiều thông tin, giúp bà con có biện pháp đa dạng hóa cây trồng hợp lý, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con, quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.